bắt đầu từ đôi mắt, ngày mai bắt đầu từ hôm nay. Từ bàn tay xưa cây trong gió bắc, chân lội bùn sâu dưới trời mưa phùn, và đôi vai xưa kéo cây thái châu. Vì không có đất, vì nước đã mất, cho đến hôm nay những chàng trai đang lái máy cày, và bao cô gái sẽ ngồi máy cây. Chiếc cầu tre chênh vênh nhỏ bé tới rồi đưa.